Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam luôn kiên định với chính sách đối ngoại theo tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào các tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, tích cực chủ động tiến hành hoạt động ngoại giao quốc phòng và an ninh song song với ngoại giao chính trị. Với việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Đảng và Nhà nước đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế. Sau 10 năm, những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Việt Nam cho Liên Hợp Quốc trong các hoạt động gìn giữ hòa bình được xem là hình mẫu cho nhiều quốc gia khác. Vậy quá trình tham gia và những dấu ấn của Việt Nam khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc như thế nào? Đâu là những định hướng và những bước đi tiếp theo của chúng ta trong thời gian tới sẽ là những nội dung chính được đề cập trong chương trình Góc nhìn của chúng tôi ngày hôm nay. Và tham gia chương trình xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào chị Thùng Linh. Và trước khi đi vào phần bình luận, xin mời quý vị và các bạn xem tổng hợp ngắn của chúng tôi để hiểu hơn về quá trình tham gia cũng như những đóng góp của Việt Nam cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong một thập kỷ qua. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, lần đầu tiên, hai sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ với vai trò sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế cao cả này. 4 năm sau, vào năm 2018, chúng ta đã triển khai đơn vị đầu tiên là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Đến năm 2022, triển khai thành công đội công binh đầu tiên. Sau 10 năm, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo hai hình thức cá nhân và đơn vị tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực ABA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Mặc dù đại dịch COVID-19 đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam vẫn bảo đảm duy trì sự tham gia liên tục và hiệu quả tại địa bàn. Sự đa dạng trong lĩnh vực, hình thức và địa bàn tham gia cùng số lượng quân nhân không ngừng tăng lên cho thấy sự tham gia tích cực, chủ động và đóng góp hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Sau 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì Việt Nam rất tự hào là đã tham gia vào tất cả các khâu triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và chúng ta đã có các cán bộ chiến sĩ đã tham gia trực tiếp vào ban thư ký và chúng ta có những lực lượng đóng góp trực tiếp trên thực địa các phái bộ. Và tôi cho là đây là những đóng góp rất là ý nghĩa và toàn diện của Việt Nam vào các phái bộ Liên Hợp Quốc. Sau 10 năm cử các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao không chỉ bởi cử lực lượng có chất lượng, bảo đảm đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn bởi Việt Nam chú trọng tham gia vào những lĩnh vực Liên Hợp Quốc ưu tiên, khuyến khích như y tế, công binh hay chú trọng đóng góp cho mục tiêu bình đẳng giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Chúng ta có tới 15% nữ quân nhân tham gia vào cái lực lượng gìn giữ hòa bình. Thì cái tỷ lệ nữ này rất cao so với mặt bằng chung là chưa tới 10% của các cái quốc gia đóng góp quân cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì đây cũng là một cái điểm sáng trong cái hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Tôi rất vui khi biết số lượng các sĩ quan Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ngày một tăng. Tôi đã đến ABA, tại đó tôi đã chứng kiến các hoạt động rất chuyên nghiệp, hiệu quả và hết mình của các sĩ quan Việt Nam. Điều kiện ở đây hết sức khó khăn, vậy mà các chiến sĩ của Việt Nam đã không quản ngại gian khổ và chỉ có thể làm tốt được với sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao. Trước ABA thì Việt Nam đã triển khai rất tốt bệnh viện dã chiến cấp 2 cho Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Một thành viên tích cực như Việt Nam chính là hình mẫu cho hợp tác thành công này. Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ghi mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế và hợp tác với Liên Hợp Quốc khi mở rộng đóng góp cả nhân lực cho công việc chung của Liên Hợp Quốc. Vâng, thưa Đại tá Phạm Mạnh Thắng, tại đối thoại Shangri-La năm 2013, thì người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã lần đầu tiên tuyên bố với thế giới rằng là Việt Nam đã quyết định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và để có được lời tuyên bố đó thì chúng ta đã tính đến chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ thời điểm nào và trong bối cảnh ra sao? Quán triệt cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Chính trị về việc tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thì tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó bổ sung điều 89 quy định Hội đồng Quốc phòng An ninh quyết định việc lực lượng vũ trang tham gia vào các hoạt động góp phần hòa bình ở khu vực và thế giới.
Có thể nói sự điều chỉnh này là một cái cơ sở hành lang pháp lý quan trọng để chúng ta tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và cho lực lượng vũ trang nhân dân của chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và đến ngày 24 tháng 1 năm 2014 thì chính phủ đã thành lập cái tổ công tác liên ngành về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và tiếp đến thì ngày 24 tháng 10 năm 2015 thì Bộ Quốc phòng đã thành lập ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Từ những cơ sở pháp lý và những cái cơ sở tạo điều kiện như thế thì đến ngày 27 tháng 5 năm 2014 thì Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam chính thức được thành lập. Và cũng ngày này đánh dấu ngày thành lập của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, tiền thân là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng là lần đầu tiên chúng ta cử hai sĩ quan quân đội dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với cương vị là sĩ quan liên lạc tại phái bộ Nam Sudan. Vậy chúng ta đặt mục tiêu gì sau khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc? Việc Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nó thể hiện cái đường lối nhất quán về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chúng ta theo đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Và chúng ta mục tiêu là chúng ta thể hiện Việt Nam là một nước thành viên Liên Hợp Quốc, một nước thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chúng ta mở rộng thêm bạn bè. Chúng ta có rất nhiều đối tác. Hiện nay chúng ta có rất nhiều đối tác quốc tế về gìn giữ hòa bình. Thì khi chúng ta càng mở nhiều đối tác quốc tế, đó là hợp tác và chúng ta nhận được sự hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài và giúp chúng ta nâng cao cái năng lực cũng như là cái cả về vật chất trang bị cũng như là đối với chuyên môn của quân nhân quân đội Việt Nam để chúng ta tăng cường được cái sức mạnh của mỗi quân nhân. Cái thứ hai là khi chúng ta tham gia vào các cái hoạt động quốc tế thì chúng ta nâng cao được vị thế Việt Nam và chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn bè quốc tế. Và khi chúng ta có các cái vấn đề giải quyết cho vấn đề đa phương, vấn đề quốc tế thì chúng ta luôn luôn nhận được cái sự ủng hộ của các đối tác. Và cái nữa là quan trọng nhất là đó là chúng ta khi tham gia vào gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì chúng ta cũng nâng cao được các cái trang thiết bị của quân đội nhân Việt Nam. Bởi vì khi chúng ta dùng các cái trang thiết bị tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ví dụ như các đội thay đổi công binh, thay đổi bệnh viện đã chính cấp 2, chúng ta đều những tất cả đấy đều là những trang thiết bị hiện đại. Và như vậy quy chung khi chúng ta tham gia là chúng ta phải đào tạo, chúng ta phải nắm bắt được cái quy trình sử dụng cũng như là thành thạo về chuyên môn, thì sau khi quay về phục vụ cho các đơn vị quân đội thì chúng ta có cái trình độ rất cao để sẵn sàng phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vâng, năm 2024 thì cũng đánh dấu mốc 10 năm chúng ta tham gia vào lực lượng này. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái thành quả, kết quả nổi bật trong 10 năm qua? Có thể nói trong 10 năm qua thì cho đến nay chúng ta đã triển khai được 804 lượt quân dân, quân đội nhân Việt Nam, trong đó có 7 sĩ quan công an nhân dân Việt Nam. Và chúng ta đã triển khai được từ 2 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên, thì sau 10 năm chúng ta đã triển khai được cả hai loại hình đơn vị và loại hình cá nhân. Đối với đơn vị thì hiện nay chúng ta đã triển khai được bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 với biên chế là 64 quân nhân. Và chúng ta hiện nay đang triển khai cái thay đổi số 2 của đội công binh với biên chế là 184 quân nhân tại khu vực IBA, phái bộ UNISFA. Và như vậy tháng 9 năm 2024 thì chúng ta sẽ thay đổi số 6 bệnh viện dã chiến cấp 2 và thay đổi số 3 của đội công binh để chúng ta thay thế. Và đối với vị trí cá nhân thì hiện nay chúng ta đã triển khai được 121 lượt vị trí cá nhân, trong đó có 7 sĩ quan công an nhân dân Việt Nam. Và cái đánh dấu là chúng ta hiện nay có 3 quân nhân của quân đội và 1 sĩ quan công an nhân dân là chúng ta đã được vượt qua những vòng tuyển khắt khe và làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Đây là những cái mà những đồng chí chúng ta có những phẩm chất chuyên môn rất cao để được vào lựa chọn. Đồng thời qua 10 năm thì cái tỷ lệ nữ quân nhân chúng ta cũng rất là cao. Chúng ta đã triển khai được theo tỷ lệ đến nay là được 16,6% nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và cái dấu ấn quan trọng nhất trong 10 năm qua là khi chúng ta đi đến đâu thì chúng ta để lại một ấn tượng rất tốt. Có thể nói trong cái lễ kỷ niệm 10 năm mà chúng tôi có cái phỏng vấn video ấy, có cái bà Jane Coney là quyền trưởng phòng hỗ trợ thực địa của phái bộ UNMISS. Bà vừa khóc và vừa có nói là người dân UNMISS yêu cầu làm ơn đừng đi. Nếu các bạn Việt Nam phải đi thì hãy bảo đảm rằng các bạn sẽ quay trở lại. Những gì các bạn đã làm được đó là vì các bạn có trái tim đối với người dân. Thì tôi thấy rất xúc động. Và cái này cũng là cái dấu ấn. Trong quá trình một thập kỷ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì chúng ta gặp những khó khăn gì ạ, thưa đại tá?
Khó khăn đầu tiên chúng ta thấy rằng là khi đối với môi trường đa phương thì khó khăn nhất là ngôn ngữ. Bởi không những chúng ta dùng ngôn ngữ tiếng Anh mà chúng ta cả dùng ngôn ngữ địa phương. Cho nên cái đầu tiên chúng ta thấy rằng là khi sĩ quan của chúng tôi, quân nhân chúng tôi tham gia, vấn đề đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ. Cái khoan thứ hai đó là cái môi trường dịch bệnh và bất ổn về an ninh. Và đặc biệt là hiện nay tại khu vực UNISFA, IBA vừa qua thì có những cái xung đột mà có những cái phái bộ, những cái đơn vị trong phái bộ đã có những quân nhân của các nước đã hy sinh trong cái quá trình mà các cái xung đột đó. Thì như vậy là luôn luôn có cái rình rập về an ninh và cái dịch bệnh. Và cái thứ ba đó là trong quá trình làm việc ấy, thì xa nhà, đặc biệt các đồng chí nữ quân nhân thì đương nhiên là cái nhớ gia đình, rồi ở cái môi trường căng thẳng thì cái này cũng là cái mà gây áp lực rất lớn cho lực lượng của chúng tôi. Nhưng mà cái này thì chúng ta đã có những cái thông tư, những hướng dẫn cũng như là cái hỗ trợ về chính sách cho cá nhân đi thì cũng là cái mà động viên phần nào. Và cái nữa là đối với chúng tôi, Đảng ủy Chỉ huy Cục Diễu binh Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất và có những cái động viên kịp thời để làm sao mà tinh thần của cán bộ chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần và quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ. Mặc dù tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc muộn hơn nhiều so với các quốc gia khác, nhưng Việt Nam được Liên Hợp Quốc và các nước đánh giá cao bởi cam kết chính trị mạnh mẽ, đóng góp lâu dài cho sứ mệnh chung. Sự chủ động tích cực trong quá trình tham gia cũng như năng lực chuyên môn đã tạo được niềm tin và uy tín của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Sau 10 năm tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, những người lính mũ nối xanh Việt Nam còn lan tỏa đến người dân địa phương và bạn bè quốc tế về hình ảnh về một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, con người có trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng. Họ thực sự là những sứ giả hòa bình. Sau hơn 14 tháng triển khai khẩn trương, doanh trại thông minh tại căn cứ Highway, phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA UNISFA do đội công binh Việt Nam vừa được hoàn thành đầu tháng 5 vừa qua. Với nhiều cấu phần phức tạp, đây là dự án doanh trại thông minh duy nhất trên toàn bộ hệ thống của các phái bộ tại Liên Hợp Quốc. Kết quả này góp phần khẳng định năng lực uy tín của những người lính mũ nổi xanh Việt Nam. Các bạn đã gặt hái được một kết quả đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn nhất. Biến Highway từ một nơi tồi tàn nhất trở thành một trong những căn cứ hiện đại và đẹp nhất phái bộ. Benchiu, Nam Sudan, mảnh đất triền miên những cuộc xung đột và giao tranh, cơ sở hạ tầng đặc biệt khó khăn. Không chỉ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ, các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện cấp 2 Việt Nam còn chủ động khám chữa bệnh và cấp cứu cho người dân địa phương. Tôi thực sự cảm kích bởi sự quan tâm và chữa trị tận tình của những bác sĩ quân y Việt Nam. Mặc dù khám chữa bệnh cho người dân không phải là nhiệm vụ của họ, nhưng họ đã làm bằng cả tấm lòng. 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hình ảnh đầy bản lĩnh về người lính bộ đội Cụ Hồ đã được người dân yêu mến. Không ngại khó, không ngại khổ, dạy người dân bản địa cách trồng rau, làm nông nghiệp, hỗ trợ địa phương làm đường, xây trường học, thậm chí những người lính mũ nổi xanh còn trở thành giáo viên dạy học cho trẻ em. Bằng tình cảm gắn bó, sự xuất hiện của họ trên mỗi con đường, mỗi vùng quê xa xôi, từ lâu đã trở thành nguồn động viên lớn cho trẻ em và người dân tại mảnh đất châu Phi nghèo khó. Họ chưa bao giờ nói không. Tất cả các nhiệm vụ Việt Nam đều giải quyết rất nhanh với thái độ vui vẻ và rất thiện chí. Tôi rất vui mừng, hạnh phúc và cảm thấy biết ơn về những gì mà đội công binh Việt Nam đã làm. Trước khi có lớp học mới, điều kiện dạy học của chúng tôi rất tệ, có khi còn phải học ngoài trời. Với việc có những lớp học mới, các em có thêm động lực để đến trường. Chưa từng có một đơn vị nào giúp nhân dân địa phương thiết thực như vậy để làm sao đấy nhân dân địa phương trong tương lai có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình, chính cuộc sống của mình. Dù khác biệt về ngôn ngữ, nhưng hai từ Việt Nam luôn được người dân địa phương gọi bằng những tình cảm tràn chứa yêu thương. Ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặt và cả những câu nói "Tôi yêu Việt Nam" là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục tham gia vào các hoạt động tương tự. Thưa đại tá Phạm Mạnh Thắng ạ, sau 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì có thể thấy dường như cái tên Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn, đặc biệt là những người dân ở những nơi mà lực lượng chúng ta đóng tại đó. Ông nghĩ như thế nào về dấu ấn hình ảnh mà những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã tạo ra được ạ? Có thể cái dấu ấn đầu tiên chúng ta được ghi nhận đó là ngài Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, có nói là lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam là một trong
được xếp là một trong lực lượng tốt nhất trên thế giới. Và cái thể hiện rõ nét nhất là chúng ta đã có cái sự gắn kết với người dân. Chúng ta hỗ trợ người dân làm đường, xá, làm trường học, rồi chúng ta sửa chữa nhà cửa, rồi chúng ta giúp người dân là chống lũ lụt, rồi chúng ta cung cấp thuốc men và các cái trang vật dụng cho các trẻ em. Và chúng ta cử các sĩ quan đến giảng các lớp. Mà cái quan trọng nữa là chúng ta còn hỗ trợ người dân làm nông nghiệp, trồng rau, rồi trồng các cây lương thực để cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân. Cũng như là chúng ta hỗ trợ để đào giếng, vì ở châu Phi hiện nay nước sạch rất hiếm. Đối với đội công binh chúng ta, khi chúng ta sang, lãnh đạo phái bộ có nói rằng khi lực lượng chúng ta đến phái bộ UNISFA thì đã làm thay đổi cái diện mạo của phái bộ. Thay đổi diện mạo không những là thay đổi cho cả cái diện mạo của phái bộ mà cả đối với gắn kết với người dân. Và khi chúng ta triển khai ở đó thì các đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao và người dân đánh giá cao. Thì cái này là luôn luôn được ghi nhận. Và cái nữa có thể nói là thể hiện qua các thư khen của lãnh đạo Liên Hợp Quốc gửi cho chính phủ chúng ta đều đánh giá là lực lượng chúng ta chuyên môn cao, tính chuyên nghiệp cao, trình độ chuyên môn và cái sự gắn kết với người dân và giúp lan tỏa, không những lan tỏa bộ đội Cụ Hồ mà còn lan tỏa cả hình ảnh của người lính Mũ Cờ Xanh đối với người dân địa phương. Vâng, có 120 nước tham gia vào đóng góp vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vậy thì lực lượng của chúng ta có những cái đặc điểm nào khác biệt không? Có lẽ khác biệt đó là chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân. Đấy, chúng ta có thể nói là luôn phát huy bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ ở dân thương. Và chúng ta là vũ trang nhân dân, cho nên chúng ta gắn kết với người dân, chúng ta luôn gắn bó với người dân. Và như tôi nhắc lại vẫn nhắc lại cái lời của bà quyền trưởng trưởng phòng hỗ trợ thực địa có nói rằng cái kết quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại địa bàn, bởi vì các bạn có trái tim hướng đến người dân, thì cái này có lẽ đây cũng là phẩm chất của lực lượng vũ trang nhân dân của chúng ta. Có thể nói hơn hết, Việt Nam chúng ta đã trải qua những cái hoàn cảnh chiến tranh, như là đồng chí đại tướng Phạm Văn Trà có tổng kết, trong thế kỷ 20 chúng ta chỉ có 11 năm hòa bình, chúng ta có 45 năm thuộc đô hộ thực dân Pháp, rồi chúng ta trải qua các cái cuộc chiến tranh liên biên, cho nên hơn ai hết chúng ta trân quý cái hòa bình. Và khi lực lượng của chúng ta tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì chúng ta cũng với cái tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả, chúng ta luôn luôn tạo làm sao để cải thiện cái cuộc sống của người dân. Như cái bà Jane Coney có nói là khi các bạn rời đi thì hãy biết rằng các bạn được tôn trọng, và những cái hỗ trợ của các bạn về y tế thì chúng tôi không bao giờ quên, người dân không bao giờ quên, kể cả những hỗ trợ về nhân đạo. Như vậy chúng ta mang không những là mang cái thông điệp sứ giả hòa bình mà chúng ta có những hoạt động thiết thực để chúng ta làm sao cho đóng góp cái hòa bình thực sự cũng như ổn định của người dân, cả giúp cải thiện cuộc sống của người dân tại các khu vực khó khăn. Vâng, vậy thì những đánh giá từ bạn bè quốc tế thì nó mang lại cái thuận lợi cho chúng ta như thế nào? Cái đầu tiên bạn bè quốc tế là khi chúng ta triển khai tại địa bàn thì chúng ta nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn của các đơn vị ở đó. Bản thân tôi cũng đã đi kiểm tra thì tại phái bộ thì ngoài các cái lực lượng chuyên môn như quân y, công binh, chúng ta còn rất nhiều các đơn vị khác như các đơn vị quân cảnh, các đơn vị thông tin liên lạc, rồi vân vân. Thì chúng ta khi có cần sự hỗ trợ thì các bạn luôn luôn hỗ trợ chúng ta. Đấy, vừa qua ở chúng ta ở khu vực IBA là có cái bất ổn giữa các sắc tộc và cũng đe dọa đến cái lực lượng của chúng ta triển khai tại địa bàn. Nhưng khi chúng ta yêu cầu thì các lực lượng, các đối tác, bạn bè, các đơn vị là sẵn sàng đến hỗ trợ bảo vệ chúng ta để tránh khỏi những cái nguy cơ. Thì đây cũng là một cái mà chúng ta thấy rằng ngay cả tại phái bộ chúng ta đã nhận được sự ủng hộ của các bạn bè. Việc tiếp tục cử bệnh viện dã chiến và đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cho thấy quan điểm, chủ trương và cam kết của Việt Nam ra sao trong lĩnh vực này, thưa đại tá? Với lực lượng đội công binh và bệnh viện dã chiến thì chúng ta đóng góp nhiều hơn so với trước đây. Chúng ta ban đầu là chúng ta triển khai vị trí cá nhân, và nó cũng thể hiện là cái bước trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình chúng ta khi từ các vị trí cá nhân mà chúng ta chuyển hình các loại hình đơn vị. Và sắp tới đây thì Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với chức năng là cơ quan tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái hình thức mở rộng các hình thức, ví dụ như là hình thức quân cảnh, các hình thức bảo vệ đơn vị phái bộ, hoặc là các cái đơn vị thông tin liên lạc. Đây là những đơn vị phi tác chiến, chúng ta thể hiện cái vai trò trách nhiệm chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng với chủ trương là tham gia
cử các lực lượng phi tác chiến. Như ông vừa chia sẻ là lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam được đánh giá là ngày càng tiến bộ và chuyên nghiệp hơn. Vậy thì chắc chắn là sau 10 năm tham gia vào lực lượng thì chúng ta sẽ rút ra được không ít bài học kinh nghiệm. Vậy thì ông có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm cụ thể là như thế nào hay không? Có lẽ cái kinh nghiệm lớn nhất đó là cái công tác tiền triển khai. Để mà chúng tôi hiện nay có cái lực lượng mạnh như đó là cái công tác tiền triển khai chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thứ nhất là kỹ lưỡng là chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan đơn vị trong quân đội để chúng tôi tuyển chọn những cái nguồn nhân lực tốt nhất. Khi có nguồn nhân lực tốt nhất thì chúng tôi cử đi tham gia các khóa tập huấn đào tạo trong nước và quốc tế. Hiện nay thì Cục Giữ Hòa Bình Việt Nam chúng tôi có cái trung tâm gìn giữ hòa bình, trung tâm huấn luyện của cục thì được ghi nhận là một trong 4 trung tâm mạnh của khu vực. Và hiện nay thì hàng năm chúng tôi cũng tiếp nhận hàng trăm học viên và các giảng viên đến tham gia giảng dạy các cái khóa sĩ quan tham mưu, sĩ quan quan sát viên quân sự, sĩ quan hậu cần vân vân tại trung tâm huấn luyện Cục Giữ Hòa Bình Việt Nam. Đồng thời hàng năm thì chúng tôi cũng cử rất nhiều giảng viên và học viên sang tham dự học và giảng dạy tại các cái khóa tập huấn ở nước ngoài. Có thể nói là đến hiện nay chúng tôi tự hào là cái lực lượng giảng viên của chúng tôi rất mạnh, đặc biệt là các cái vị trí cá nhân. Khi các đồng chí đi phái bộ về, các đồng chí tiếp tục là một cái nguồn giảng viên rất là vững vàng, thậm chí là sẵn sàng cử sang đào tạo giảng cho các cái khóa tập huấn ở các nước lớn, như ví dụ như ta có cái đối tác, các cái đối tác lớn thì các trung tâm chúng ta chúng tôi sẵn sàng cử giảng viên đi để tham gia các cái khóa học và đào tạo. Thưa quý vị, thế giới bước vào năm 2024 trong tình trạng bất ổn với những căng thẳng địa chính trị leo thang gây biến động trên toàn cầu. Bối cảnh này đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi trách nhiệm, sự cam kết tham gia của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Trên thực tế, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam không những góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, khẳng định vị thế của đất nước mà còn góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đây là tình huống giả định người dân tràn vào đập phá, biểu tình tại cổng phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA. Phân đội bảo vệ thuộc đội công binh số 3 được hướng dẫn về các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý. Thì ở đây, đối với tình huống này, thì lực lượng ngăn chặn ở khu vực cổng chính là các đồng chí thành đội hình hàng ngang và các đồng chí phải khép sát đội hình lại và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai chân trùng thấp, được chưa? Khiên cao che, cao ngang tầm đầu, tay phải cầm dùi cui và từng bước tiến lên đẩy lùi lực lượng quân xanh ra khỏi khu vực cổng của căn cứ. Các đồng chí quan sát tôi là mẫu. Mỗi lần tập là một lần thực tế, chúng tôi là thực hiện nhiệm vụ bên đấy. Nên quá trình luyện tập chúng tôi là sẵn sàng là rèn luyện về bản lĩnh, tâm lý và hiệp đồng giữa các bộ phận. Cùng với hệ thống bài giảng theo chương trình chuẩn của Liên Hợp Quốc, việc tận dụng những kinh nghiệm từ các cán bộ hoàn thành nhiệm kỳ công tác trở về được xem là nguồn tài liệu hiệu quả trong công tác huấn luyện. Sau 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, từ chỗ phải nhờ giáo viên, giảng viên của các nước đến giảng dạy, đến nay, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã chủ động hoàn toàn về công tác huấn luyện tiền triển khai ở cả cấp cá nhân và cấp đơn vị. Quá trình xây dựng hệ thống bài giảng, chúng tôi tranh thủ ý kiến của các chuyên gia Việt Nam đã từng thực hiện nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc để làm sao mà chúng tôi xây dựng cái phương án sát nhất đối với lại khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ ở bên phái bộ. Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn đặc thù, trong các khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, những tình huống diễn tập liên quan đến an ninh, an toàn, xử lý các vấn đề nhân đạo, hỗ trợ người dân ở từng địa bàn cụ thể được đặc biệt chú trọng. Chúng ta tiến tới một cái bước huấn luyện thêm, đó là huấn luyện về cụ thể từng cái loại hình vị trí một và cập nhật thẳng vào cái vị trí đó, ở cái địa bàn đó, cùng một cái vị trí quan sát với quân sự. Nhưng mà trong một phái bộ thì từng khu vực khác nhau, từng phân khu đã khác nhau rồi, khác nhau từ tính chất hoạt động, tính chất về tình hình an ninh, tính chất về tôn giáo, sắc tộc cũng hoàn toàn khác nhau. Theo thống kê, tỷ lệ sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đạt xuất sắc và đặc biệt xuất sắc là trên 30%, trong khi đó tỷ lệ bình quân của Liên Hợp Quốc chỉ là 1-2%. Những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đều được đánh giá tốt về trình độ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, và đặc biệt là khả năng thích ứng rất cao với môi trường khó khăn khắc nghiệt, có năng lực để giải quyết bằng sức mạnh mềm đối với những mâu thuẫn nội tại ở địa bàn. Trong bối cảnh tình hình chính trị
quốc tế có nhiều bất ổn hiện nay thì việc chúng ta tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ gặp những thách thức như thế nào? Trong cái bối cảnh hiện nay thì cái đầu tiên thách thức có lẽ có hai cái mà chúng ta thể hiện rõ nhất, đó là một là thách thức về an ninh. Cái điều kiện bất ổn tại an ninh thì ở địa bàn luôn luôn là có những cái bất ổn. Và hiện nay có thể thấy là trên thế giới hiện nay, đặc biệt là châu Phi có nhiều phái bộ là phải rút, bởi vì cái vấn đề bất ổn nó đe dọa đến an toàn của lực lượng gìn giữ hòa bình ở đó. Nên chúng tôi với vai trò là tham mưu và đề xuất với quân ủy trung ương bộ phòng, chúng tôi luôn luôn bám sát tình hình và làm sao mà chúng ta đảm bảo triển khai với cái sự an toàn cao nhất về con người. Thì ngoài cái đầu tiên là cái đe dọa về an ninh, cái thứ hai là cái dịch bệnh. Hiện nay cái dịch bệnh ở châu Phi là dịch bệnh sốt rét, rồi các cái dịch bệnh khác là luôn luôn thường trực. Có thể nói lực lượng chúng ta là rất nhiều các đồng chí về là đi phái bộ về là bị bệnh sốt rét, rồi thậm chí lúc đang công tác, nhưng mà chúng ta luôn đảm bảo có những vaccine phòng chống sốt rét, rồi là các cái loại thuốc để điều trị sốt rét. Thì cho đến nay thì chúng ta cũng đảm bảo an toàn mặc dù là cái điều kiện như vậy. Có lẽ hai cái này là cái luôn luôn đe dọa đối với lực lượng chúng ta. Và trong cái môi trường căng thẳng về an ninh, về dịch bệnh, thì cái căng thẳng về tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nếu chúng ta không làm tốt thì cũng sẽ dễ đến những cái biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ không cao. Thì cái này cũng là một cái mà chúng tôi cũng luôn luôn tính đến. Xuất phát từ những kinh nghiệm đạt được và những diễn biến mới của tình hình quốc tế hiện nay, thì xin đại tá có thể cho biết là Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam có những kế hoạch gì trong thời gian tới để đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc? Cái việc đầu tiên là chúng tôi phải làm tốt cái công tác quản lý, triển khai và chỉ đạo lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ. Làm sao để đảm bảo an toàn cao nhất và luôn đảm bảo hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại các phái bộ. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ban bộ ngành trung ương để sắp tới là sẽ trình Quốc hội thông qua cái luật gìn giữ hòa bình Việt Nam để chúng ta có cơ sở hành lang pháp lý triển khai lực lượng cho đảm bảo hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi tiếp tục là xây dựng cái nguồn lực, phối hợp các cơ quan đơn vị trong quân đội để chúng tôi thu hút nguồn lực, chúng tôi tuyển chọn nguồn lực và làm tốt công tác đào tạo. Và một cái nữa và không thể thiếu đó là cái tăng cường cái hợp tác quốc tế để thu hút được cái chia sẻ kinh nghiệm công tác đào tạo. Mà cái gần đây rồi chúng tôi thúc đẩy đó là cái thu hút được những cái hỗ trợ của các đối tác quốc tế về trang thiết bị để phục vụ công tác huấn luyện. Cái này cũng rất là quan trọng để chúng ta tăng cao tường cường cái chất lượng của quân nhân khi tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và một cái nữa thì tất nhiên là chúng tôi luôn luôn cái công tác tư tưởng, những tư tưởng nâng cao kỷ luật, cái đấy cũng là cái mà đòi hỏi chúng tôi phải làm tốt từ trong nước trước khi cử cán bộ ra thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vâng, vậy thì còn những cái kế hoạch để mà chúng ta huấn luyện để nâng cao cái khả năng của các cán bộ của chúng ta tham gia vào lực lượng này? Hiện nay thì chúng tôi cũng hàng năm thì xây dựng các kế hoạch huấn luyện cho các loại hình cá nhân và loại hình đơn vị. Và đơn vị hiện nay thì chúng tôi phối hợp cùng với Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 175 trong Thành phố Hồ Chí Minh để chúng tôi huấn luyện các cái thay đổi về chuyên môn về cho đội ngũ bệnh viện giã chiến cấp 2. Và sau khi huấn luyện chuyên môn 6 tháng thì sẽ về huấn luyện tại Cục Dự trữ Việt Nam 3 tháng thì triển khai về các cái huấn luyện kiến thức về Liên Hợp Quốc. Còn đối với những cá nhân thì chúng tôi liên tục thường xuyên trong hàng năm thì chúng tôi tổ chức các khóa phối hợp với các cái chương trình của đối tác quốc tế huấn luyện tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, các cái chương trình huấn luyện về sĩ quan quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu, sĩ quan hậu cần, sĩ quan quân dân vân vân, sĩ quan điều phối quân dân vân vân, để chúng tôi là huấn luyện liên tục và khi có điều kiện sẵn sàng là thay thế lên đường là các đồng chí có thể vững vàng để nhận nhiệm vụ. Và đồng thời cũng trao đổi giảng viên để cho các cái trung tâm huấn luyện khác của các đối tác trên trong khu vực và các đối tác trên thế giới để cử giảng viên của chúng ta sang tham gia cũng như cử học viên chúng ta sang tập huấn tại cái khóa đó. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, ngay từ năm 1946, thời điểm khó khăn nhất của nhà nước Việt Nam non trẻ,
để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, đồng thời thể hiện trách nhiệm và mong muốn của Việt Nam đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Liên Hợp Quốc, trong đó người khẳng định Việt Nam sẵn sàng ký các thỏa thuận để tham gia các hoạt động hải quân và không quân của Liên Hợp Quốc. Điều này thể hiện tầm nhìn của người về việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại để thế giới thấy được mục tiêu phấn đấu của Việt Nam là cùng với mục tiêu phấn đấu của cả cộng đồng quốc tế. Bằng thực tiễn những năm qua, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã có những ghi nhận đánh giá cao trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam cho sứ mệnh chung hòa giải, hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, đặc biệt thể hiện qua việc tham gia tích cực vào lực lượng mũ nồi xanh, gìn giữ hòa bình ở những điểm nóng, xung đột, bạo lực, chiến tranh. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc phần bình luận ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Phạm Mạnh Thắng đã dành thời gian cho chúng tôi. Xin cảm ơn chị Thu Linh, xin cảm ơn quý, xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.